Chào mừng quý bà con cô bác đến với bản tin cập nhật giá cà phê và giá tiêu của kênh Cô Ba Sài Gòn. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới đầy năng lượng, cuối tuần vui vẻ bên gia đình và bạn bè, mọi công việc tiến triển thuận lợi. Xin chân thành quý bà con cô bác đã ủng hộ kênh lâu nay. Nếu là lần đầu đến với kênh xin hãy ủng hộ kênh một đăng ký, một like cho video và nhấn chuông để dễ dàng theo dõi cập nhật giá hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, Kết thúc phiên giao dịch giá cà phê Robusta trên sàn London ngày hôm nay tăng giảm thất thường, giảm 9 USD tấn, tăng 3 USD tấn so với phiên giao dịch trước, dao động từ 3 năm 499 đến tháng 3 năm 733 USD tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 5 năm 2024 là 3.733 USD tấn, kỳ hạn giao hàng tháng 7 năm 2024 là 3.678 USD tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 9 năm 2024 là 3.596 USD tấn và kỳ hạn giao hàng tháng 11 năm 2024 là 3.499 USD tấn. Trái ngược, giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 10 tháng 4 năm 2024 tăng cao, tới 2,85 cent lb. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 5 năm 2024 là 213,50 cent lb. Kỳ giao hàng tháng 7 năm 2024 là 211,70 LB. Kỳ giao hàng tháng 9 năm 2024 là 211,05 LB. và kỳ giao hàng tháng 12 năm 2024 là 210,45 LB. Giá cà phê Arabica Brazil hôm nay giảm nhẹ ở kỳ hạn gần, giao động từ 256,55 đến 261,65 USD tấn. Cụ thể Kỳ hạn giao hàng tháng 5 năm 2024 là 259,05 USD tấn. Kỳ giao hàng tháng 7 năm 2024 là 261,65 USD tấn. Kỳ giao hàng tháng 9 năm 2024 là 258,40 USD tấn và giao hàng tháng 12 năm 2024 là 256,55 USD tấn. Cà phê Robusta giao dịch trên sàn ICE Futures Europe, sàn London mở cửa lúc 16 giờ và đóng cửa lúc 0 giờ 30 phút hôm sau, giờ Việt Nam. Cà phê Arabica trên sàn ICE Futures Mỹ, sàn New York, mở cửa lúc 16 giờ 15 phút và đóng cửa lúc 1 giờ 30 phút hôm sau, giờ Việt Nam. Đối với cà phê Arabica giao dịch trên sàn B3 Brazil sẽ mở cửa từ 19 giờ đến 2 giờ 35 phút hôm sau, giờ Việt Nam. Giá cà phê trong nước được cập nhật hôm nay như sau. Hiện giá cà phê trung bình ở các tỉnh Tây Nguyên là 104.800 đồng trên kg, giá cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 105.000 đồng trên kg. Cụ thể, giá cà phê nhân xô tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 104.200 đồng trên kg. Giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Công Tum ở mức giá 104.500 đồng trên kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá cao nhất 105.000 đồng trên kg. Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk, ở huyện Cư Mờ GAR cà phê được thu mua ở mức khoảng 104.900 đồng trên kg, còn tại huyện IAH Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 105.000 đồng trên kg. Sau đây là bản tin giá tiêu hôm nay, giá tiêu hôm nay tại khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ đồng lạc giảm 1.000 đến 1.500 đồng trên kg. Đây là mức giảm mạnh trong vòng khoảng một tháng trở lại đây. Trong đó, giá tiêu khu vực Tây Nguyên hôm nay giảm mạnh dao động còn từ 91.000 đến 92.000 đồng trên kg. Cụ thể, giá tiêu Chư Sê, Gia Lai hôm nay giảm 1.000 đồng trên kg so với hôm qua về mức 91.000 đồng trên kg. Giá tiêu Đắk Lắk cũng giảm 1.000 đồng trên kg về mức 92.000 đồng trên kg. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay giảm 1.500 đồng trên kg xuống còn 90.500 đồng trên kg. Tại khu vực Đông Nam Bộ giá tiêu hôm nay cũng đồng loạt giảm 1.500 đồng trên kg. Cụ thể, giá tiêu tại Bà Rịa, Vũng Tàu hôm nay giảm xuống còn 91.000 đồng trên kg. Giá tiêu Bình Phước được thu mua ở mức 91.500 đồng trên kg. Như vậy, chỉ riêng trong vòng 2 ngày qua, giá tiêu các vùng trọng điểm liên tiếp giảm mạnh từ 2.000 đến 2.500 đồng trên kg. Trước đó, trong khoảng một tháng trở lại đây giá tiêu bắt đầu có dấu hiệu chững lại và giảm nhẹ. Hiện các địa phương đã thu hái gần xong vụ tiêu năm nay. Theo các chuyên gia, giá tiêu trong nước đang ở điểm bảo hòa, các thành phần tham gia thị trường đều hài lòng với mức giá hiện tại. Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3 sẹp 2024 cho thấy, hồ tiêu Việt Nam xuất khẩu 11.668 tấn với trị giá khoảng 50,357 triệu đô la Mỹ. Lũy kế đến hết kỳ báo cáo xuất khẩu 42.534 tấn, trị giá khoảng 174,597 triệu đô la Mỹ. Giá tiêu thế giới hôm nay, cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, IBC, thời điểm rạng sáng nay, giờ Việt Nam, giá tiêu Indonesia vẫn tiếp tục chứng lại. Giá tiêu Brazil giữ ổn định như hôm qua giá tiêu Malaysia vẫn đứng yên trong thời gian dài. Trong khi đó, tiêu Việt Nam niêm yết cũng tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể, giá tiêu đen lâm băng Indonesia hôm nay được giao dịch ở mức 4.463 USD tấn, giá tiêu trắng Indonesia được giao dịch ở mức 6.179 USD tấn. Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 hôm nay tiếp tục được giao dịch ở mức 4.450 USD tấn. Giá tiêu đen Kuchin, Malaysia ASTA tiếp tục duy trì ở mức 4.900 USD tấn. Giá tiêu trắng Malaysia ASTA vẫn ở 7.300 USD tấn. Giá tiêu các loại Việt Nam niêm yết hôm nay cũng tiếp tục giữ ổn định. Trong đó, giá tiêu đen Việt Nam loại 500GL hôm nay được giao dịch ở mức 4.200 USD tấn với loại 550G lời giao dịch ở mức 4.300 USD tấn. Giá tiêu trắng ASTA giao dịch ở mức 6.000 USD tấn. Giá tiêu trên sàn Kochi, Ấn Độ, hôm nay loại Gabo tiếp tục giao dịch khớp ở mức 55.600 ruby 100 kg, loại Ungabo ở mức 53.600 ruby 100 kg và loại 500 gram lít ở mức 58.500 ruby 100 kg. Bản tin của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin ngày mai thân ái chào tạm biệt